Dạ vâng, mến chào anh chị em, chào mừng anh chị em quay trở lại kênh YouTube Trường Xe Cũ Bình Dương, chuyên mua bán chế độ các dòng ô tô tại thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Em Trường dùng một số Zalo và số điện thoại là 0972147247 mua bán, trao đổi và cầm cố các loại tài sản từ nhà đất cho đến ô tô với lãi suất theo ngân hàng. Nhưng cả nhà, đấy, quý khách hàng nào đã mua xe bên em nhưng đang kẹt tiền 100 hay là 200 triệu gì đó nhưng mà không muốn bán xe thì cứ mang lại đây cho em Trường sẽ cầm nhận cầm cố tài sản cho quý khách hàng, có kho bãi đậu xe vào cho cả nhà yên tâm luôn. Rồi thì em Trường đã là chi tiết chiếc này, khá nhiều khách hàng kêu em Trường quay chi tiết thì em Trường sẽ quay chi tiết. 2018 màu đồng ánh kim biển An Giang 67A07497, và chiếc này là một xe một đời chủ mua mới từ lúc trong hãng chạy về. Xe này em Trường cam kết chuẩn gia đình, thứ nhất 100% không taxi, cái thứ hai 100% là sơn zin, cái thứ ba 100% là máy móc zin, ốc vàng cò chưa ra. Đấy, chuẩn gia đình sử dụng. Và xe này là của một bác trai làm bên nhà máy xay sát tại An Giang nha cả nhà. Đấy, màu đồng ánh kim, xe rất là đẹp luôn. Với chiếc xe này em Trường tự tin cam kết cả nhà mua về đổ xăng chạy. Đấy, em Trường đã mua về để chích tích đầu vào rất là kỹ càng rồi, để thay nhớt mới, bu đi rồi vệ sinh xong hết rồi nha cả nhà. Đấy, màu đồng ánh kim. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Cả nhà thấy không? Đấy, màu đồng ánh kim nha. An Giang, một chủ mua mới từ đầu. 07497 nha cả nhà. Đó, 07497. Bởi vì một con xe bản đủ, nó trang bị sấy sửa kiến nè, gạt mưa sâu, cảm biến lùi, màn hình Android cam lùi đầy đủ hết. Gầm bể của nó thì cả nhà xem nè. Đấy, đẹp tuyệt đối nha. Đây, gầm bể thì nó không với 11 rỉ sét. Đó, cả nhà coi nè, tem dán ụ cầu rồi là đầy đủ hết luôn cả nhà. Đấy, mâm đúc luôn nè. Đó, cả nhà thấy không? Đẹp tuyệt vời. Đó. Gầm bể của nó đấy, em Trường quay kỹ lắm, cả nhà có thể xem. Đó, xem từ phía sau nè. Đấy, đinh bon của nó nè. Đấy, đinh bon đẹp hết, ốc tán rồi là chưa mở nha. Đó, em Trường quay kỹ luôn. Đó, cả nhà coi nè, đẹp không? Đó, trần nỉ bọng ni lông. Đấy, trần nỉ bọng ni lông, mọi thứ còn riêng theo xe. Tính trần chi tiết nha, đây là cốp chống trầy. Đó, cái này đẹp chưa? Hóc cua lốp rồi nè, nó không với rỉ sét 11, đấy, không có một tí gì của rỉ luôn nha. Xe An Giang thì cả nhà biết rồi, ngay thành phố luôn. Đó, đường nét keo sùng chỉ nè, tem bọng rồi nè, đó nha, ốc rồi nè, chưa mở luôn. Đấy, gai vân tắp bi nè, rồi từ lót sàn kỹ đến nói mà dẫm Innova nè. Đấy, lót sàn, bộ ghế nâu màu kem xám, phù hợp với lại tắp bi cửa luôn. Đấy, xe rất đẹp. Đó, xe Innova 2018 mà cả nhà. Đấy, nó dài như phi cơ mặt đất luôn cả nhà ơi. Thấy chưa, đẹp lắm. Cả nhà coi keo sùng chỉ của nó nè. Đó, xe như thế này không mua thì mua xe gì, giá đang hạ đụng đáy rồi, mua rất là tốt luôn. 2018 nè. Đó, cả nhà thấy không, ốc bát bản lề nè. Đó, từng con ốc, từng con vít nè, chưa có dấu hiệu tháo mở ra. Đó, cả nhà coi bộ ghế đẹp lắm, vô lăng củ số nè. Đấy, vô lăng nè, phím, những phím khiển còn hoạt động khá là tốt nha. Xe đi chuẩn nè, 68.000. Đó, màn hình Android. Thắng tay nè. Đó, gai vân của nó cỡ này nè cả nhà. Đấy, màn hình nè. Đây là chống trơn, đây là cân bằng điện tử nè, đây là tăng tốc nè, đây là tiết kiệm nhiên liệu nè. Xe có 3 chế độ chạy nha, chế độ chạy bình thường, chế độ chạy eco là chạy tiết kiệm nè, chế độ tăng tốc là bao gồm mát, còn cái này là để cho mình cân bằng điện tử. Màn hình Android, cam hành trình đây nhìn rất đẹp và rõ nét, lưu lại cung đường mình di chuyển cũng như tốc độ mình di chuyển. Đấy, ghế theo logo Innova, hàng xịn sò. Đấy, trần bọc ni lông đẹp tuyệt đối, lót sàn 5D. Đây, cái thanh cửa nè còn đánh dấu nhà sản xuất nè, từng cái khe cửa nó đẹp tuyệt vời. Cảm biến lùi đây nha cả nhà, cảm biến lùi. Còn cái này là chỉnh đèn đồng hồ sáng tối. Rồi thì chiếc xe này em Trường nhìn ngó qua là 5 cái lớp còn mới tinh, lớp mới nè, hai phanh trước là hai phanh đĩa nè, lớp mới chưa chạy được mấy chục km nè, điểm chỉ vẫn sơn vẫn còn, đèn đuốc sáng trưng. Đèn hậu nè, đèn gầm nè, mặt ca lăng mẹ chrome rất đẹp và sáng bóng. Đúng xe một chủ mới từ đầu, chạy rất là giữ gìn và đẹp. Keo sùng chỉ con ốc cabo chưa ra nè. Đấy, ốc cabo chưa mở nè. Keo sùng chỉ thì miễn bàn, tem mát bọng đầy đủ hết.
Đó, cả nhà coi thấy chưa, đẹp như thế này luôn nè. Đó, hầm máy của nó nè, đinh bon của nhà sản xuất nè, còn đầy đủ hết, siêu cộp. Ốc nè, chưa mở luôn nè. Đó, đầu ốc nè, chưa mở nè. Đó, kích nước zin nè, cả nhà coi nè, kích nước zin nè. Ốc kích nước chưa mở nè, vẫn còn đánh dấu của nhà sản xuất nè. Đó, đã thấy chưa. Đấy, chưa mở, hai bên là chưa mở luôn. Đó, đẹp chưa. Ừ, vạch sơn nè, đồ trắng bình còn chưa mở luôn nè. Đấy, thấy chưa, nguyên rin nguyên đai, phanh ABS đây. Đó, cái nhà coi máy của nó nè, đẹp tuyệt đối luôn, máy khô nè. Đó, em Trường rửa máy đây rồi, máy vạch nè, tất nhiên là ốc vàng cò là chưa re rồi. Đó, đẹp tuyệt đối. 2018 này bên em Trường là có 4 mẫu nha. Đấy, nhớt mới thay, chưa chạy 1 km nào. Đó, thấy chưa, tuyệt vời nha, bảo hành 18 tháng. 2018 thì bên Trường có 4 mẫu, 3 mẫu màu đồng anh kim, 1 mẫu màu trắng, 1 mẫu màu bạc. Giá thì nó chỉ lanh quanh là bản này em Trường bán là 495 triệu. Đó, 495 triệu, bao rút cái hồ sơ gốc cho cả nhà. Đấy, nếu có khách hàng nào lần đầu tiên mua xe mà chưa rành về vấn đề thủ tục pháp lý giấy tờ, bên em Trường có dịch vụ hỗ trợ sang tên cho cả nhà mình luôn. Dịch vụ hỗ trợ nha, đây là hỗ trợ cái công đi làm nha cả nhà. Đấy, cả nhà chỉ cần biết em thôi, còn bao nhiêu em lo hết. Rồi, cứ quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em, số điện thoại 0972147247, thu mua trao đổi và trao đổi các dòng xe. Và quý khách hàng nào giới thiệu bên em Trường mua bán được xe, bên em Trường gửi tiền cà phê từ 3 cho đến 6 triệu đồng. Có hoa hồng nha. Rồi, hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip sau. Nhớ đăng ký kênh và nút quả chuông có phải màn hình để tiện cập nhật những video clip tiếp theo nha cả nhà.